Những ngày đầu xuân cũng là thời điểm chứng kiến sự bùng nổ của loại hình du lịch lễ hội. Các chương trình lễ hội hấp dẫn, đặc sắc là chất xúc tác quan trọng làm mới điểm đến, tạo sức bật cho các điểm đến, địa phương. Điều này cũng đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp không khói trong năm 2023, với mục tiêu tổng thu khoảng 650.000 tỷ đồng. Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, doanh nghiệp này đã kết nối được nhiều khách hàng có nhu cầu du xuân ra các tỉnh phía Bắc, miền Trung, xuất hành ngay trong tháng 2. Một là đi cái khu Đà Quế Đà Nẵng, nó có truyền thống của dân tộc mà có khung cảnh rất là đẹp, có cố đô Huế. Phía Nam thì chúng ta tập trung vào khu vực lễ hội ở những cái tuyến gần như là lễ hội Bà Chúa Xứ hay là lễ hội Núi Bà Đen. Thì đó là những cái lễ hội mà khách hàng quan tâm nhiều sau cái Tết âm lịch. Ngoài ra thì sau Tết âm lịch cũng là cái mùa hành hương, thì chúng tôi cũng có nhiều cái sản phẩm đi 1 đến 2 ngày ở những điểm gần viếng thập tự, ví dụ như ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu hay là ở miền Tây. Du lịch Việt Nam được đánh giá khởi sắc sau khi đạt kết quả ấn tượng vào dịp Tết Nguyên Đán. Chưa dừng lại ở đó, mùa lễ hội rằm tháng Giêng tiếp tục là thời điểm tốt nhằm kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Để đón đầu thời điểm vàng, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp tiếp tục tung ra các chương trình sản phẩm nhằm thu hút du khách. Thưa quý vị, sau Tết, cùng với những điều kiện thuận lợi về khí hậu và thời tiết, thì có hàng loạt các lễ hội được diễn ra từ khắp Bắc đến Nam ở nước ta. Và đây cũng là một trong những điều kiện hết sức thuận lợi để các công ty du lịch có thể mở bán các tour tuyến. Và theo ghi nhận tại các công ty du lịch, thì đây cũng là thời điểm cao điểm để các công ty du lịch có thể tận dụng tối đa và phát huy lợi thế của mình, từ đó đẩy đà tiến nhanh trong năm 2023